Bốn phẩm thần chú, bấy giờ trong chúng có bốn vạn thiên tử đồng thanh thưa trời Đế Thích. Đại tiên thường nên lắng nghe thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này. Vì sao? Vì nếu ai có thể trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, thì làm cho tất cả pháp ác giảm bớt, pháp lành tăng thêm. Phật bảo trời Đế Thích, ông nên trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này. Vì sao? Vì nếu A Tố Lạc và bè lũ xấu ác phát sanh ý nghĩ, chúng ta phải quyết gây chiến với trời 33, thì khi ấy các ông mỗi người nên trí thành tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi. Khi ấy sự phát sanh tâm ác của A Tố Lạc và bè lũ kia tự nhiên tiêu tan. Trời Đế Thích bạch Phật, nếu như vậy thì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú vô đẳng đẳng. Phật bảo trời Đế Thích, đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì chư Phật ba đời đều y vào vua đại thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này mới chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thuyết pháp mầu nhiệm cho các hữu tình. Kiều Thi Ca, đi vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thế gian mới có 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 vô sắc định, 5 thần thông hoặc vô lượng vô biên các Phật pháp khác đều được xuất hiện. Kiều Thi Ca, y vào vua đại thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thế gian mới có Bồ Tát xuất hiện. Y vào Bồ Tát nên thế gian liền có 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 vô sắc định, 5 thần thông hoặc vô lượng vô biên Phật pháp khác đều được xuất hiện. Kiều Thi Ca, nếu khi các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác không xuất thế, thì chỉ có Bồ Tát nhờ năng lực tăng thượng của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã được nghe trước kia mà phương tiện trình bày 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự vân vân, làm cho các hữu tình siêng năng tu học. Kiều Thi Ca, ví như ban đêm nhờ vào mặt trăng tròn đầy ánh sáng chiếu tận các vì tinh tú, làm cho các cây cỏ vân vân theo năng lượng đó đều được phát triển. Như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác đời trước đã diệt độ, chánh pháp không còn. Và khi chưa xuất hiện, các thiện hạnh, chánh hạnh trong thế gian, tất cả đều y vào Bồ Tát mà được xuất hiện. Phương tiện thiện xảo của Bồ Tát đều y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được thành tựu. Thế nên Bát Nhã Ba La Mật Đa là cội gốc của các pháp lành thù thắng vậy. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân có thể trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa thì sẽ được các thứ lợi ích ngay đời hiện tại, nghĩa là các thuốc độc, lửa, nước, đao, binh, tai họa, tật dịch hoàn toàn không thể làm hại. Nếu gặp phải việc quan, oán tặc ép ngặt mà trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì dù phải đến những chỗ đó cũng hoàn toàn không bị người kia trách phạt làm hại. Người kia muốn tìm lỗi hoàn toàn không thể được. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì thế lực oai thần của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa khiến được như vậy. Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, nếu muốn đến chỗ quốc vương, vương tử, đại thần vân vân, trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì nhất định được quốc vương vân vân hoan hỉ hỏi han, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thường đưa đến các thứ việc từ bi cho các hữu tình. Do nhân duyên này nên những kẻ tìm lỗi bằng vô số phương tiện cũng đều không thể tìm được. Lúc đó có nhiều phạm trí ngoại đạo muốn tìm lỗi của Phật đi đến chỗ Phật. Khi ấy trời Đế Thích thấy vậy, nghĩ nhiều chúng phạm trí ngoại đạo đi đến pháp hội dò xét tìm lỗi của Phật, lẽ nào không gây sự khó khăn trở ngại cho Bát Nhã? Ta phải tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã thọ nhận từ nơi Phật, khiến cho bọn tà kia rút lui. Nghĩ xong liền tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Ngay khi ấy, nhiều chúng phạm trí ngoại đạo từ xa tỏ bày lễ kính, nhiễu quanh bên phải Thế Tôn và quay lui. Xá Lợi Tử thấy việc như vậy, nghĩ chúng ngoại đạo kia do duyên gì vừa đến liền quay lui. Phật biết ý nghĩ của Xá Lợi Tử nên bảo Xá Lợi Tử,
các ngoại đạo kia đến tìm lỗi của ta, nhưng do trời đế thích tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa nên khiến họ quay lui. Xá Lợi Tử, ta hoàn toàn không thấy các ngoại đạo kia có chút bạch pháp nào, họ chỉ mang tâm xấu ác muốn tìm lỗi nên đi đến chỗ ta. Xá Lợi Tử, ta hoàn toàn không thấy khi thuyết Bát Nhã mà tất cả thế gian có các thiên ma và loài hữu tình ngoại đạo vân vân ôm ấp tâm xấu ác đến tìm lỗi được tiện lợi, vì oai lực của Bát Nhã nên không thể phá hoại được vậy. Khi ấy ác ma thầm nghĩ, nay Phật đang có bốn chúng cung kính vây quanh và chư thiên cõi dục cõi sắc đều đến hội họp tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa, trong ấy chắc chắn có các đại Bồ Tát đích thân ở trước Phật được thọ ký Bồ Đề, sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển vận bánh xe diệu pháp, làm cho trống không cảnh giới của ta, ta phải đi đến phá hoại bạn bè họ. Nghĩ như vậy, ác ma hóa làm bốn quân tinh nhuệ dõng mãnh đi đến chỗ Phật. Trời đế thích thấy vậy nghĩ, phải chăng ác ma hóa ra việc như thế là chỉ vì muốn đến hại Phật và gây khó khăn trở ngại cho Bát Nhã Ba La Mật Đa? Vì sao? Vì bốn quân này trang bị uy nghiêm dõng mãnh, các quân lính của vua đều không sánh kịp được, nhất định là do ác ma hóa làm ra. Ác ma luôn luôn rình tìm lỗi của Phật, phá hoại sự tu nghiệp lành của các hữu tình. Ta phải tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, được nhận lãnh từ nơi Phật, làm cho ác ma kia rút lui. Trời đế thích nghĩ xong liền tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Ngay lúc đó ác ma từ từ rút lui vì bị oai lực vua đại thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa bức bách vậy. Khi ấy có vô lượng trời 33 cùng một lúc hóa làm hương hoa trời đẹp phóng lên không trung để dâng lên Phật, chắp tay cung kính đồng bạch Phật: nguyện Bát Nhã Ba La Mật Đa này trụ lâu trong cõi của người Châu Thiệm Bộ, cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa lưu bố khắp nhân gian Châu Thiệm Bộ, nên biết chỗ đó Phật pháp và tăng bảo thường không diệt mất, làm cho thế gian đạt được lợi ích an vui thù thắng. Bấy giờ chư thiên kia đều hóa làm hương hoa trời tốt đẹp để dâng lên Phật và bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì tất cả ác ma và quyến thuộc của chúng rình tìm lỗi của vị đó không thể được tiện lợi. Trời đế thích bạch Phật, nếu các hữu tình chỉ nghe danh tự công đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên biết các loài hữu tình như thế đã từng cúng dường vô lượng chư Phật và ở chỗ chư Phật phát thệ nguyện rộng lớn, tu tập nhiều căn lành mới có thể thành tựu được việc như thế, chứ chẳng phải từ chút ít căn lành mà đạt đến. Huống là có thể lắng nghe thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp, lại biên chép giảng thuyết cho hữu tình và cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi. Vì sao? Vì muốn cầu trí nhất thiết trí của chư Phật thì nên tìm cầu trong lý thú của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như loài hữu tình muốn tìm châu báu quý thì nên phương tiện siêng tìm nơi biển cả. Phật bảo trời đế thích, đúng như vậy, như lời ông nói, chư Phật đạt được trí nhất thiết trí là đều y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được thành tựu. Khi ấy khánh hỷ bạch Phật, vì nhân duyên gì Như Lai không khen ngợi bố thí cho đến tịnh lự Ba La Mật Đa mà chỉ khen ngợi Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật bảo khánh hỷ, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này có thể làm tôn chỉ, làm đạo sư cho năm Ba La Mật Đa trước, nên ta chú trọng khen. Lại nữa khánh hỷ, ý ông thế nào? Nếu không hồi hướng trí nhất thiết trí mà tu bố thí cho đến Bát Nhã, thì như vậy có thể gọi là chân thật tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa không? Khánh hỷ bạch, thưa không, kính bạch Thế Tôn. Phật bảo khánh hỷ, ý ông thế nào? Nếu lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa là có thể chân thật hồi hướng trí nhất thiết trí phải không? Khánh hỷ thưa, thưa không, kính bạch Thế Tôn. Phật bảo khánh hỷ, do nhân duyên như vậy ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể làm tôn chỉ, làm đạo sư cho năm Ba La Mật Đa trước, nên ta đặc biệt khen. Khánh hỷ nên biết, ví như mặt đất đem hạt giống giải vào trong đó, gặp các duyên hòa hợp bèn sanh trưởng, nên biết đất giúp cho hạt giống sanh trưởng, làm sự nương tựa vì có thể tạo nên. Như vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa và sự hồi hướng trí nhất thiết trí cùng với bố thí Ba La Mật Đa vân vân làm sự nương tựa, làm cho sanh trưởng vì có thể lập nên. Nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể làm tôn chỉ, làm đạo sư cho năm Ba La Mật Đa trước, nên ta đặc biệt khen. Khánh hỷ nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng có thể hộ trì trí nhất thiết trí, nên ta đặc biệt khen. Trời đế thích bạch Phật,
hôm nay Như Lai ứng chánh đẳng giác nói cũng chưa hết về công đức lợi ích thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì con theo Thế Tôn lãnh thọ công đức lợi ích thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa rất sâu rộng, lượng không biên giới. Thiện nam tử, vân vân, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, lại biên chép giảng thuyết cho người hoặc đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn để cúng dường đạt được công đức cũng không biên giới. Phật bảo trời Đế Thích: Ta không nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này chỉ có công đức lợi ích thù thắng như nói ở trước. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này đầy đủ vô biên công đức lợi ích thù thắng, phân biệt diễn nói không thể hết. Ta cũng không nói thiện nam tử vân vân, trí tâm lắng nghe cho đến cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chỉ có công đức như đã nói ở trước, vì người kia đạt được phước không biên giới vậy. Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư thiên chúng con thường theo giữ gìn hộ vệ thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, không để cho tất cả nhân phi nhân vân vân và các thứ duyên xấu làm tổn hại. Phật bảo trời Đế Thích: Nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và tuyên thuyết chỉ dạy rộng rãi cho người, thì khi ấy có vô lượng trăm ngàn thiên tử vì nghe pháp nên đều đến hội họp vui mừng hớn hở kính nhận Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế. Các thiên tử này dùng oai lực của chư thiên làm cho vị thầy thuyết pháp tăng thêm biện tài, tuyên dương không cùng tận. Người không ưa thuyết làm cho ưa thuyết, người thân tâm mỏi mệt làm cho được khỏe mạnh. Kiểu thi ca: Thiện nam tử, thiện nữ vân vân này thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và tuyên thuyết chỉ dạy rộng rãi cho người được những pháp lợi ích thù thắng hiện tiền như thế cả. Lại nữa, kiểu thi ca: Nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân ở giữa bốn chúng tuyên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, thì tâm không khiếp sợ, không bị tất cả những luận thuyết của ngoại đạo bẻ dẹp. Vì sao? Vì người kia nhờ vua đại thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hộ trì vậy. Người kia trụ pháp không nên hoàn toàn không thấy có người vấn nạn, kẻ bị vấn nạn và sự vấn nạn. Cũng không thấy có người có thể tìm lỗi của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cũng không thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có lỗi lầm. Kiểu thi ca: Thiện nam tử, thiện nữ vân vân này tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho chúng nên được những pháp lợi ích thù thắng hiện tại như thế. Lại nữa, kiểu thi ca: Nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, biên chép giảng thuyết rộng rãi cho người, thì thiện nam tử, thiện nữ vân vân này tâm không chìm đắm, cũng không lo buồn hối hận, không kinh không sợ. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ vân vân này không thấy có pháp có thể làm cho chìm đắm, lo buồn sợ hãi, vì trong các pháp không có sự chấp trước vậy. Kiểu thi ca: Thiện nam tử, thiện nữ vân vân này do trí tâm lắng nghe cho đến giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa cho người nên đạt được những pháp lợi ích thù thắng hiện tại như thế. Lại nữa, kiểu thi ca: Thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào có thể trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng biên chép giảng thuyết cho người, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn để cúng dường, thì thiện nam tử, thiện nữ vân vân này thường được cha mẹ, sư trưởng, bạn bè, quốc vương, đại thần và các sa môn, bà la môn vân vân kính mến, cũng được chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Độc Giác trong mười phương hộ niệm, lại được chư thiên, ma, phạm, nhân, phi nhân ở thế gian giữ gìn hộ vệ, tất cả tai họa đều tự tiêu diệt, luận thuyết ngoại đạo không thể bẻ dẹp. Kiểu thi ca: Thiện nam tử, thiện nữ vân vân này nhờ trí tâm lắng nghe cho đến cúng dường Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được những pháp lợi ích thù thắng hiện tiền như thế. Lại nữa, kiểu thi ca: Nếu thiện nam tử, thiện nữ vân vân biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế và trang sức bằng các thứ báu xinh đẹp đặt ở chỗ sạch sẽ, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, khi ấy cõi nước tam thiên đại thiên này và vô biên thế giới ở mười phương khác có chúng trời tứ đại thiên vương cho đến trời quảng quả đã phát tâm vô thượng bồ đề đến chỗ này quán sát, đảnh lễ, đọc tụng, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, đi nhiễu vòng bên phải lễ bái chắp tay mà lui, chư thiên tịnh cư cũng thường đến đây quan sát, lễ bái, đọc tụng, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, đi nhiễu quanh bên phải lễ bái chắp tay mà lui, có các rồng dược xoa oai đức lớn nói rộng ra, cho đến nhân phi nhân vân vân cũng thường đến đây quan sát, lễ bái, đọc tụng, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi,
lợi, nhiễu quanh bên phải, lễ bái chắp tay rồi lui. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này nên nghĩ, cõi nước tam thiên đại thiên này và tất cả trời rồng ở vô biên thế giới trong 10 phương khác, nói rộng ra cho đến nhân phi nhân vân vân, thường đi đến đây quan sát lễ bái đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa của ta đã biên chép cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi, nhiễu quanh bên phải lễ bái chắp tay mà lui, như vậy thì chính là ta đã thiết lập pháp thí. Nghĩ như vậy xong vui mừng hớn hở, làm cho sự đạt được phước càng tăng lên gấp bội. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này nhờ trời rồng dược xoa a tố lạc vân vân ở vô biên thế giới thường theo hộ vệ, chỗ ở của người đó nhân và phi nhân vân vân không thể làm hại được, chỉ trừ nghiệp nhân xấu đã tạo ở đời trước đời này đã chín mùi, hoặc chuyển đổi nghiệp ác rất nặng ở đời trước đời này chịu quả báo nhẹ. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này nhờ năng lực đại oai thần của bát nhã ba la mật đa nên đạt được những pháp lợi ích thù thắng hiện tiền như vậy. Khi ấy trời đế thích bạch Phật, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này do đâu nghiệm biết được có trời rồng dược xoa a tố lạc vân vân ở quốc độ tam thiên đại thiên này và vô biên thế giới trong 10 phương khác, đi đến chỗ người đó quan sát lễ bái đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa của người đó đã biên chép cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi, chắp tay đi nhiễu vòng bên phải hoan hỉ hộ niệm Phật bảo trời đế thích. Thiện nam tử, thiện nữ vân vân này hoặc thấy chỗ để bát nhã ba la mật đa sâu xa này có ánh sáng màu nhiệm, hoặc nghe chỗ đó có mùi hương thơm ngào ngạt khác thường, hoặc nghe có tiếng âm nhạc vi diệu thì nên biết lúc ấy có các trời rồng vân vân, có thần lực lớn và oai đức lẫy lừng đi đến chỗ đó quan sát lễ bái đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa của người đó biên chép cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi, chắp tay nhiễu quanh bên phải hoan hỉ hộ niệm. Lại nữa, kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này tu tập tịnh hạnh trong sáng, trang sức đẹp đẽ nơi đó và trí tâm cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết bấy giờ có các trời rồng vân vân, có thần lực lớn oai đức lẫy lừng đi đến chỗ đó quan sát lễ bái đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa do người kia biên chép cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi, chắp tay nhiễu quanh bên phải hoan hỉ hộ niệm. Kiều thi ca, theo sau các trời rồng vân vân có đầy đủ thần lực lớn oai đức lẫy lừng như vậy, để đi đến chỗ đó, trong đó có những tà thần ác quỷ đều kinh sợ, rút lui không dám ở, do nhân duyên này, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, tâm liền rộng rãi, phát sanh hiểu biết thanh tịnh thù thắng, sự tu nghiệp lành càng thêm sáng suốt, có ra làm việc gì đều không bị chướng ngại. Vì vậy, này kiều thi ca, bát nhã ba la mật đa sâu xa bất kỳ ở chỗ nào, cần phải dọn dẹp cấu uế chung quanh nơi đó, quét tước lau chùi sửa sang, và dưới nước thơm, bày tòa báu để an trí, đốt hương giải hoa để cúng dường. Lại nữa, kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, nếu thường cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì nhất định sẽ được thân tâm không mệt mỏi, thân tâm an vui, thân tâm mềm mại, thân tâm nhẹ nhàng, buộc tâm nơi bát nhã ba la mật đa, ban đêm khi ngủ nghỉ, không có các mộng xấu, chỉ thấy mộng tốt, nghĩa là thấy Như Lai ứng chánh đẳng giác, thân sắc vàng ròng, tướng hảo trang nghiêm, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả, có thanh văn và Bồ Tát cung kính vây quanh, đích thân mình ở giữa chúng nghe Phật thuyết pháp bố thí vân vân đục độ ba la mật đa và các pháp nghĩa lý tương ưng với các căn lành khác. Hoặc trong giấc mộng thấy cây bồ đề, tầm vóc nó cao rộng, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu. Có đại bồ tát đi đến dưới gốc cây trải tòa, bắt chéo chân ngồi xếp bằng, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, vận chuyển bánh xe diệu pháp, độ chúng hữu tình. Hoặc trong giấc mộng thấy có vô lượng vô số bồ tát luận bàn, quyết đoán, lựa chọn nghĩa của vô số các pháp. Hoặc trong giấc mộng thấy có vô lượng vô số bồ tát tu hành sáu pháp ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, hồi hướng bảo vệ trí nhất thiết trí. Hoặc trong giấc mộng thấy thế giới trong 10 phương, mỗi thế giới có vô lượng muôn ức đức Phật, cũng nghe tiếng các ngài dạy,
Thế giới tên đó có Như Lai ứng chánh đẳng giác hiệu đó, có vô số trăm ngàn thanh văn và Bồ Tát gần gũi cung kính thuyết pháp như thế. Hoặc trong giấc mộng thấy thế giới trong mười phương đều có vô lượng muôn ước Đức Phật nhập bát Niết Bàn. Mỗi mỗi Đức Phật đó sau khi nhập bát Niết Bàn đều có thí chủ. Vì cúng dường xá lợi của Phật nên xây vô lượng tháp lớn bằng bảy báu xinh đẹp. Lại ở mỗi mỗi tháp đều đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi. Trải qua vô lượng kiếp, hiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, thấy tướng các thứ mộng lành như thế, hoặc ngủ hoặc thức, thân tâm an vui, các thiên thần, vân vân, giúp thêm năng lực cho người kia, làm cho người kia tự biết thân thể nhẹ nhàng, do nhân duyên này không có nhiều tham đắm về ăn uống, thuốc men, y phục, đồ nằm. Đối với bốn thứ cúng dường, tâm người đó nhẹ nhàng như sư du già nhập định thắng diệu. Nhờ năng lực định kia thấm nhuần thân tâm, từ định xuất, tuy gặp thức ăn ngon nhưng tâm nhẹ nhàng, người này cũng như vậy. Vì sao? Kiều thi ca, vì thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, nhờ chư Phật, Bồ Tát, độc giác, thanh văn, trời rồng, dược xoa, A Tố Lạc, vân vân, ở cõi nước khắp tam thiên đại thiên này, và vô biên thế giới khác ở mười phương từ bi hộ niệm, dùng năng lực tốt, thầm rót vào thân tâm khiến cho chí khí của người kia dũng mãnh, thể lực khỏe mạnh vậy. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào muốn đắc pháp lợi ích thù thắng hiện tiền như thế, thì nên thường lắng nghe thọ trì đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa, siêng năng tu học, tư duy đúng pháp, tuyên thuyết chỉ dạy rộng rãi cho tất cả hữu tình. Kiều thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, mặc dù không thể lắng nghe thọ trì đọc tụng siêng năng tu học tư duy đúng pháp bát nhã ba la mật đa giảng thuyết chỉ dạy rộng rãi cho các hữu tình, nhưng vì muốn tránh pháp trụ lâu ở thế gian, làm lợi ích an vui cho hữu tình không bị diệt mất, nên biên chép bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, trang sức xinh đẹp bằng các thứ báu, lại đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến ánh sáng của đèn cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi, thì cũng được lợi ích thù thắng như đã nói ở trước. Hết quyển thứ 557.